Thực hư thông tin giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập viện toán của Trung Quốc. Đào mộ lấy xác vợ về nhà ôm ấp suốt 16 năm, người đàn ông tin rằng có đêm bà ôm lại tôi. Những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, cuộc sống hiện tại giờ ra sao? Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thực hư thông tin giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập viện toán của Trung Quốc. Mẹ của giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định, thông tin cho rằng con trai bà gia nhập viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc hoàn toàn không chính xác. Vài ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện thông tin lan truyền cho rằng giáo sư Ngô Bảo Châu gia nhập viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc lấy tên tiếng Trung là Gu Baoyu và chức danh là giáo sư chủ nhiệm thuộc biên chế chính thức của viện, không phải khách mời hay giáo sư thỉnh giảng. Sáng nay trao đổi với phóng viên, Phó giáo sư Trần Lưu Vân Hiền, mẹ của giáo sư Ngô Bảo Châu cho biết, sau khi một số người bạn của bố giáo sư Châu, giáo sư, thạc sĩ khoa học Ngô Huy Cần nói chuyện về thông tin lan truyền trên mạng, thì sáng sớm hôm nay bà đã gọi điện trực tiếp cho con trai để hỏi. Theo Phó giáo sư Vân Hiền, con trai bà, giáo sư Ngô Bảo Châu khẳng định, thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng ông gia nhập viện toán thuộc Học viện Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc là không chính xác. Châu hiện nay vẫn đang làm việc ở Mỹ và biên chế là giáo sư ở Đại học Chicago, đồng thời có trách nhiệm ở Việt Nam là giám đốc khoa học của Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán. Châu không có trong biên chế ở trường đại học nào ở Trung Quốc cả, Phó giáo sư Vân Hiền nhấn mạnh. Mẹ giáo sư Châu cũng thông tin, cách đây vài năm, con trai bà có đi thỉnh giảng ở Cáp Nhĩ Tân và tham gia hội đồng đánh giá hoạt động của Viện Nghiên cứu bên đó. Trong một chuyến đi như thế, Hiệu trưởng trường Cáp Nhĩ Tân đã có buổi tiếp chính thức, tặng kỷ niệm chương và thông báo rằng trường luôn tiếp đón bất kỳ lúc nào ở tư cách giáo sư thỉnh giảng. Việc đi thỉnh giảng vài ngày hay một tuần là bình thường và Châu đi thỉnh giảng hợp tác ở nhiều nơi như Ý hay Pháp cũng mời, chứ không riêng gì ở Cáp Nhĩ Tân, Phó giáo sư Vân Hiền nói. Bà cũng chia sẻ, thực tế sau khi con trai đạt giải thưởng Phil, một số trường đại học của Trung Quốc đã mời sang làm giám đốc của viện toán cao cấp bên đó và trả lương rất cao, cao hơn bên Mỹ, nhưng giáo sư Ngô Bảo Châu không đồng ý. Trước câu hỏi, gia đình có tính đến việc đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xem xét xử lý những thông tin không đúng sự thật hay không? Phó giáo sư Vân Hiền cho hay, gia đình chưa tính đến việc này bởi thời gian vừa qua cũng xuất hiện nhiều thông tin không đúng sự thật về con trai. Giáo sư Ngô Bảo Châu sinh năm 1972 ở Hà Nội. Cha của ông giáo sư Ngô Huy Cẩn, nguyên là giáo sư vật lý của Viện Cơ học Quốc gia Việt Nam. Mẹ ông là Phó giáo sư Trần Lưu Vân Hiền, lương y. Ông từng học tại trường thực nghiệm giảng võ, chuyên toán của trường Trung học cơ sở Trưng Vương trước khi vào khối chuyên toán của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2005, ở tuổi 33, Ngô Bảo Châu được đặc cách phong hàm giáo sư và trở thành giáo sư trẻ tuổi nhất ở Việt Nam. Năm 2007, sau khi chứng minh được bổ đề cơ bản, một giả thuyết then chốt của chương trình Langland, ông được trao giải thưởng Obergefell của Đức, giải thưởng của Viện Hàn Lâm Pháp. Ngày 19 tháng 8 năm 2010, giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong bốn người được trao giải thưởng Fields, giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới và trở thành nhà toán học đầu tiên của Việt Nam giành được giải thưởng này. Cũng trong năm 2010, ông được vinh danh là công dân thủ đô ưu tú do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng. Năm 2011, ông nhận được huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh. Năm 2012, ông trở thành thành viên của Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ. Năm 2018, ông nhận thêm giải thưởng Maris Audin danh giá. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Đào mộ lấy xác vợ về nhà ôm ấp suốt 16 năm, người đàn ông tin rằng có đêm bà ôm lại tôi. Ông Lê Vân được nhiều người gọi là dị nhân vì câu chuyện ngủ cùng xác vợ gần hai thập kỷ nay. Nhưng ông khăng khăng đó chỉ là tình yêu, không có gì kỳ cục. Ông Lê Vân sinh năm 1953 và bà Phạm Thị Sang sinh năm 1950 ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam, quen biết nhau qua mai mối chứ không có hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu nhau từ trước. Tình cảm cứ dần được bồi đắp trong những ngày tháng chung sống, họ có với nhau 7 mụn con. Sóng gió ập đến từ tháng 3 năm 2003 khi bà Sang đột ngột qua đời. Khi ấy ông đi làm ở Đắk Lắk, về nhà chỉ kịp nhìn mặt vợ vài phút rồi phải chôn cất. Cho đến bây giờ, 18 năm kể từ ngày vợ qua đời, ông Vân dường như vẫn chưa nguôi nhung nhớ. Ông vẫn còn trăn trở về cái chết đột ngột của vợ, đặt ra đủ thứ giả thuyết mà không thể chứng minh được. Người địa phương kể lại thời gian đó ông Vân suy sụp tâm lý. Nhiều đêm liền, người ta thấy bóng dáng ông với ánh đèn đỏ, thẫn thờ đi quanh nghĩa trang Hà Lam, rồi ngủ luôn cạnh mộ mới đắp. Ông khoe rằng mình đã đào một mật thất, dẫn sâu xuống huyệt mộ để ngủ cùng vợ. Đêm đêm ông lẻn ra mật thất nằm ôm vợ, rồi sáng sớm lại về nhà. Con cái can ngăn, người làng khuyên nhủ, người ta ép ông về nhà, không cho ra mộ.
Được gần 20 tháng thì ông quyết tâm đón vợ về nhà cho ấm cúng. Tất cả từ một giấc mơ mang màu sắc liêu trai mà ông khoe với nhiều người. Đêm đó quá mệt mỏi, linh hồn tôi đang tìm vợ thì thấy sau lưng mình có Phật bà phù hộ, cùng với đó là hai cặp voi trắng. Phật bà làm phép dẫn tôi bay lên, gần tới cổng trời thì gặp cặp voi đen phun lửa như hoa đăng. Nhưng tôi đi qua thì chúng quay vòi đi chỗ khác. Đến một cánh cổng, tôi gặp một vị quan hỏi đi đâu thì tôi nói đi tìm vợ. Ông quan mới thổi một cái, vỗ vai tôi thì tôi rớt xuống đất, mà không phải ở nhà mà ở ngay mộ phần vợ. Từ giấc mơ đó tôi quyết định đào và đưa vợ lên mặt đất. Ông Vân khẳng định mình đào vợ trong bí mật. Ông bảo mình làm rất nhanh chóng từ 12 giờ khuya tới 3 giờ sáng là hoàn tất. Ông đem xác vợ ra để ở mật thất rồi về nhà ngủ. 7 giờ sáng ngày hôm sau, ông mới ra dọn dẹp nốt. Lúc này, trong lòng mộ không còn xác, nhưng ở trên ông Vân vẫn lấp y nguyên. Người ta ra thăm mộ, thấy kỳ lạ thì hỏi. Ông Vân bảo đắp thêm đất cho khỏi trôi trên nấm, chứ thực ra đó là đất trong lòng mộ. Ông Vân nghĩ cách tạo ra một bức tượng lạ, làm bằng giấy báo phủ thạch cao và sơn phết lên. Hình nhân này cao bằng vợ ông khi còn sống. Ông giấu giếm các con, lén bốc toàn bộ hài cốt đem bỏ vào hình nhân, dán sau lưng cẩn thận. Rồi ông mặc quần áo cho vợ để nằm trên giường mà ôm ấp. Chuyện đến giờ cũng đã 16 năm. Từ khi vợ qua đời, ông Vân không đi đâu nữa mà quanh quẩn ở nhà. Hồi còn khỏe mạnh cho đến khi bị rút cơ, không đi lại được mà phải ngồi xe lăn, ông vẫn chăm chút cho bức tượng, lau rửa, trang điểm, sơn móng chân, móng tay, thay quần áo. Trong cuộc trò chuyện cách đây một tháng, ông Vân nói năng có vẻ không rành rọt, giọng yếu, đớt, nhưng ông vẫn nhớ từng bộ quần áo, từng kỷ vật của vợ. Ngay cả quần áo ngày cưới bà sang mặc, ông vẫn còn giữ gìn, vuốt ve. Ông bảo vợ mình chỉ chết chứ không mất, vì đêm đêm vợ vẫn nằm cạnh mình. Thậm chí ông quả quyết, tôi cảm nhận như vợ đang sống, có một lần ngủ, tôi còn thấy bà quay sang ôm tôi nữa. Ông Vân không phải người mê tín, nên không tin vào chuyện chiêm bao hiện hồn. Ông cũng nhận thức rõ ràng là vợ mình đã chết. Ông thậm chí còn khẳng định mình đang lên kế hoạch cho sự ra đi của mình, yêu cầu các con để mình ngủ cùng vợ, ở chiếc giường nhiều kỷ niệm. Hiện tại ông đã có 13 đứa cháu nội ngoại quê quần xung quanh, nhà cửa được sửa sang, giờ có một con gái và cháu ngoại cùng một người con trai chung sống. Có 3 người con trai vì mâu thuẫn chuyện hình nhân mà ông Vân quyết hờn giận, còn ghi chữ dán đầu giường để nhìn mỗi ngày. 18 năm vợ qua đời, chưa một ngày ông nghĩ đến việc đi tìm hạnh phúc mới. Ông tự tin rằng khi xưa, hồi ông đi làm xa nhà và cả khi đã quá vợ, có nhiều người tơ tưởng muốn đến với ông, nhưng yêu vợ quá nên ông quyết tâm ở vậy. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, cuộc sống hiện tại giờ ra sao? Nhị Nguyên đã thông báo tình hình mới nhất của những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai thông qua kênh YouTube. Sau khi 4 bị can ở tỉnh Thất Bồng Lai bị bắt và khởi tố, cuộc sống của những đứa trẻ sinh sống tại đây được dư luận đặc biệt quan tâm trong suốt thời gian qua. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Khánh Đông xác nhận có các học sinh là người của tỉnh Thất Bồng Lai đang theo học tại đây. Vào ngày 4 tháng 1, khi lực lượng chức năng làm việc thì các bé không xuất hiện trong lớp học online. Suốt hơn nửa tháng qua, công chúng không ngừng thắc mắc về cuộc sống của nhóm trẻ trên. Vào tối ngày hôm qua, kênh YouTube có tên Nhị Nguyên, người sống tại tỉnh Thất, đã bất ngờ đăng tải clip thông báo về tình hình của các bé. Người này cho biết, sau khi nhóm người ở Thiền Am bị bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ điện thoại, máy móc, thiết bị, vì vậy không thể đăng tải video mới của các bé. Tất cả 9 bé đang sinh sống ở căn phòng tạm, chứa đồ đạc các thứ do căn nhà đang xây. Chờ xây xong, các bé sẽ dọn sang ở. Nhưng công trình cũng đang tạm ngừng rồi, Nhị Nguyên nói. Ngoài ra, Nhị Nguyên cho hay các bé đều khỏe mạnh, đã đi học lại 2-3 ngày nay. Như những lần Thiền Am gặp chuyện, tinh thần của các bé có phần sợ hãi, e dè. Liên quan đến vụ án tại Tịnh Thất, Nhị Nguyên thông tin thêm, Thiền Am đã thuê 5 vị luật sư, tất cả thông tin về quá trình làm việc, vụ án tất cả đều bảo mật, khi cần mới thông báo. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin Tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.